toan triệt hạ thanh giá của nhà cầm quyền. Thế nhưng, việc làm tốt đẹp của con cái Chúa lại làm cho ma quỷ tức giận. Ma quỷ trong vùng lồng lộn lên khi thấy đời sống đức tin của giáo xứ trở nên sinh động. Ngay sau khi thánh giá được dựng xong, các thế lực ma quỷ bắt đầu vào cuộc tấn công. Ngày 7 tháng 3 năm 2010, Ủy ban Nhân dân xã An Phú ra thông báo số 04-2009, ra quyết định đình chỉ xây dựng và giữ nguyên trạng. Cùng ngày, Ủy ban Nhân dân xã An Phú ra thông báo số 04-2009, yêu cầu giáo xứ tháo dỡ, di dời. Từ đấy, các hệ thống chính trị được huy động vào cuộc làm việc nhằm buộc các linh mục và giáo dân đồng chiên tháo dỡ thánh giá. Nhà cầm quyền dường như không làm việc gì khác hơn là suốt ngày đi tìm cách triệt hạ thánh giá. Cả giáo xứ thường xuyên bị sống trong không khí khủng bố qua hệ thống loa truyền thanh công suất lớn, qua các quần thảo và làm việc các loại cán bộ lớn bé. Tháng 11 năm 2009 mở đầu một giai đoạn tấn công mạnh mẽ hơn nữa của nhà cầm quyền. Ngày 27 tháng 11, huyện Mỹ Đức ra thông báo yêu cầu giáo xứ tháo dỡ thánh giá. Ngày 1 tháng 12 năm 2009, chính quyền lại triệu tập cha xứ, hội đồng giáo xứ và giáo dân lên Ủy ban Nhân dân xã làm việc. Nhưng lý lẽ mà nhà cầm quyền đưa ra để triệt phá thánh giá là giáo xứ qua việc dựng thánh giá trên núi thờ đã vi phạm các luật sau đây. 1. Vi phạm luật đất đai, vì công trình tôn giáo đã được xây dựng trên đất do Ủy ban Nhân dân xã An Phú quản lý. 2. Vi phạm pháp lệnh và nghị định hướng dẫn thi hành một số điều về pháp lệnh tôn giáo, vì khi xây dựng công trình tôn giáo không có phép của Ủy ban Nhân dân thành phố. 3. Vi phạm quy chế bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, vì núi thờ và cả xã An Phú thuộc khu quân sự của Ban chấp hành quân sự huyện Mỹ Đức quản lý. Tuy nhiên, đó là những lý lẽ vô lý mà giáo xứ Đồng Chiêm không thể chấp nhận được. Nói giáo xứ vi phạm luật đất đai vì công trình tôn giáo đã được xây dựng trên đất công là không đúng sự thật. Vì như thông cáo của Tòa Tổng Giám mục Hà Nội khẳng định, núi thờ là nghĩa trang của giáo xứ Đồng Chiêm từ hàng trăm năm nay, và hiện tại giáo xứ vẫn tiếp tục quản lý nghĩa trang và an táng người qua đời trong núi này. Cũng không đúng khi nói giáo xứ xây dựng công trình tôn giáo không có phép của Ủy ban Nhân dân thành phố, và như thế là vi phạm pháp lệnh và nghị định tôn giáo. Vì chẳng có điều luật nào nói thánh giá là công trình tôn giáo, chẳng có điều luật nào trong đất nước này cấm dựng thánh giá trên nghĩa trang của mình, cũng chẳng có nghĩa trang công giáo nào trên đất nước này dựng thánh giá phải xin phép. Nhà nước còn viện cớ rằng núi thờ và cả xã An Phú thuộc khu quân sự do Bộ Chỉ huy Quân sự huyện Mỹ Đức quản lý. Do đó, khi dựng thánh giá trên núi và vi phạm quy chế bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. Tuy nhiên, từ xưa đến nay, chưa bao giờ giáo xứ được nghe công bố rằng núi thờ là khu vực quốc phòng và là nơi có công trình quân sự cần phải bảo vệ. Hơn nữa, thực ra có tấc đất nào trên đất nước này không phải là khu vực quốc phòng cần bảo vệ và giữ gìn đâu. Việc dựng một cây thánh giá trên núi nào có ảnh hưởng gì đến cái gọi là khu vực quốc phòng của nhà nước? Tại sao toàn xã An Phú là khu vực quốc phòng mà các núi kế cận núi thờ lại đang bị phá lấy đá đến tận chân? Cho nên, nói núi thờ là khu vực quốc phòng cũng chỉ là nói lấy được, có tính áp đặt nhằm buộc người khác phải theo ý mình. Thực chất, ba lý do mà nhà cầm quyền đưa ra chỉ là lý do lý chấu, có tính quy chụp và nâng lập trường quan điểm nhằm triệt hạ thánh giá mà thôi. Vì thế, cho nên giáo xứ quyên quyết không chấp nhận.